Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân sửu tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngài Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu, thành Kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu và Ất Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc khai tương sao âm đức tốt mọi việc sao phổ họ hay còn gọi là sao hội họ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao lục hợp tốt mọi việc sao kim đường hoàng đào tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao nhân cách xấu đối với giá thú khởi tạo sao tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng. về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện Tý Sửu nhị hợp thủy cục mang đến nhân duyên tốt đẹp cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Ngày này Đối với những ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng có được sự hòa thuận, giúp cho bạn mệnh tuổi tí luôn vui vẻ và hạnh phúc, có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc của mình. Và trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này, đối với những bạn đang còn độc thân thì được ông tơ bà Nguyệt Xia Duyên dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình. Bán mệnh tuổi Tý không quá khắt khe với bản thân cũng như là đối với đối phương thực sự dùng tình yêu, tình cảm của mình để giành lấy tình cảm của người ấy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn tuổi Tý, bạn đang có điểm báo họa về tiểu nhân với bạn tuổi Tý nên cẩn trọng khi kết giao với bạn tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Mùi trong ngày hôm nay. Không phải là điều gì nhìn bên ngoài cũng giống như là trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng với bạn tuổi Tý dù có phát hiện ra kẻ tiểu nhân để hãm hại mình đi chăng nữa, bạn cũng cần phải bình tĩnh và biết cân nhắc trước sau cho kỹ càng. Giờ chưa phải là lúc để bạn lật ngựa ván bài, bạn hãy chờ tới thời cơ thích hợp Lúc đó tất cả sẽ được rõ ràng mà thôi. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, nhân duyên tốt đẹp, vợ chồng yêu thương nhau thám thít. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, gặp nhiều may mắn, công việc dù có khó khăn cũng dễ dàng vượt co. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tình duyên vượng sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân thì sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp với mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, họa tiểu nhan điêu bám nên sáng suốt nhìn người nhìn đời từ vi tuổi nham tý thuộc mộc bình tĩnh chờ thời cơ đừng nên chủ quan nóng vội kẹo lại hỏng việc và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Sửu môn phần vượng phát như được trại thảm hoa hồng. Đặc biệt là trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà như nước. Và với bà tuổi Sửu trong ngày này, có thể sẽ được cấp trên khiên ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước những khó khăn thử thách thế nào đi chăng nữa, bạn tuổi Sửu cũng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này, tình cảm vợ chồng được tốt đẹp, hài hòa. Bạn tuổi Sửu luôn cố gắng trấn tịnh bản thân, nhìn sâu vào vấn đề để tìm cách giải quyết ngay khi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, người ấy dù có giận dỗi đến đâu đi chăng nữa cũng nhanh chóng mềm lòng vì sự tinh tế của bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày của thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang có báo hiệu về những vấn đề sức khỏe có thể xảy ra với bạn. Bạn mệnh tuổi Sửu cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ giấc, chớ tham công tiếc việc mà bỏ bữa, dễ gặp bệnh về đường tiêu hóa. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang có được báo hiệu xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được như ý. Và với bạn tuổi Sửu, nếu như trong ngày có việc xuất hành đi xa thì bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, đường công danh thông thoáng, tiền bạc rộng rĩnh, từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ gặp vấn đề về sức khỏe nên chú ý chăm sóc bản thân mình tốt hơn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nỗ lực hết mình được cấp trên tin tưởng và trọng dụng tử vi tuổi tan sửu thuộc thổ chuyện gì cũng có cách giải quyết hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng hòa hợp gia đạo êm ấm Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy tất cả những công việc mà bạn tuổi dần làm trong ngày hôm nay đều nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên cũng như là ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp Do đó mà bạn mệnh tuổi dần rất có khả năng thăng tín vào những ngày hôm sau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, ngày này, hỷ thần và tài thần nằm ở hướng Tây Nam. Nếu như có công việc cần phải ra ngoài thì bạn tuổi dần hãy nhớ điều này. May mắn sẽ luôn ở bên bạn, giúp cho bạn gặp gỡ đối tác được sun xỉa, ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi ích cho công ty. Tuy nhiên, trong ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi dần, về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn, khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần không được trọn vẹn. Ngày này với bạn tuổi dần đang gặp ngày thổ mộc tương xung, người ấy không đủ tin tưởng vào tình cảm mà bạn dành cho họ và với bạn mệnh tuổi dần nên dành chút thời gian tìm hiểu xem có phải bạn đang làm gì đó khiến cho người ta cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Nếu như bạn tuổi dần là người có lỗi thì bạn nên thành tâm sửa sai để nhận được sự tha thứ từ nửa kia. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc không phải là nỗi lo bởi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi bính dần thuộc họ mau thuận bùng nổ, vợ chồng dễ xảy ra sự cãi vã nên tự biết kiềm chế cảm xúc. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ thiếu sự thấu hiểu và hòa hợp, vô hình đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc cần dành nhiều thời gian cho tình yêu, đừng lúc nào cũng chỉ biết tới công việc. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim may mắn đồng hành, tài lộc trong tầm tay. Vậy đánh giá của bạn tự dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên bạn tuổi Mão dễ dàng hóa giải được những khó khăn trở ngại trước mắt bạn mệnh tuổi Mão khéo léo lợi dụng những ưu thế mà mình đang có để mở vòng vây vươn lên tạo sự đột phá khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ về bạn. Và với ba tuổi mão, dù có khó khăn trắc trở như thế nào đi chăng nữa, nhưng với tâm thế lạc quan, bạn tuổi mão cũng không để cho những sự tiêu cực ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của mình. Bạn cứ cố gắng như thế, bạn sẽ nằm trong top con giáp thành công trong năm 2021 sự nghiệp phơi phới. Tuy nhiên, con đường tình duyên của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ năm, ngày Noel, 24 tháng 12 năm 2020 này lại đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại. Con đường tình duyên của bạn trắc trở lận đận bởi bạn tuổi Mạo đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, khiến cho những cặp đôi không ngừng tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Dù sau đó hai bạn đều cảm thấy hối hận vì phút bốc đồng đã xảy ra, nhưng tổn thương là không thể nào chia giấu được. Trong ngày này với bạn tuổi mão, bạn cũng cần phải chú ý khi tiếp xúc với những người tuổi tân mùi và tuổi kỷ mùi, có thể tai họa sẽ ập tới với bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mão, hãy tự tin vào nửa kia của mình, đừng có vội nghe lời ngoài mà về nhà châm lửa đốt nhà mình. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, lòng tin vô cùng quan trọng sẽ giúp cho bạn vượt qua được nguy nan, vươn tới thành công. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa hãy quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn đừng vì người này người kia mà do dự đánh mất đi sự quyết đoán vốn có của mình tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ tình duyên lận đận nên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm và quan tâm người ấy nhiều hơn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc buông tay một lần là buông cả đời hãy nhớ lý do vì sao hai bạn bắt đầu duy trì được đến bận tận bây giờ. Phải tử vi tuổi quý mão thuộc kim có được quý nhân phù trợ, dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn, khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo vận trình của mình xuống dốc trầm trọng. Ngày này với bạn tuổi thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi. Cho nên, bạn đang có điểm báo, tiểu nhân quấy phá, bạn mệnh làm gì cũng cần phải, hết sức thận trọng, nhất là trong chuyện tình cảm. Những lời đồn đại thị phi có thể khiến cho đôi lứa vốn bên nhau nay phải lìa xa nhau. Bạn mệnh tuổi thìn cần phải vững lòng trước những tin đồn thổi do kẻ tiểu nhân đơm đặt đừng để chúng làm ảnh hưởng tới tình cảm lứa đôi làm bản thân mình bị gục ngã công việc của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này cũng không được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh bạn tuổi thìn đang thiếu đi sự tập trung để cho những chuyện cá nhân riêng tư làm ảnh hưởng tới công việc của mình do đó bạn mệnh tuổi thìn trong ngày này dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ngay cả những thứ đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp. Và bạn tuổi thìn, bạn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải hối tiếc về sau này. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, công danh không như ý, dễ bị tiểu nhân ngáng đường làm hại. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, họa thị phi tới gần nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động của mình. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình cảm lứa đôi nhạt phai nên dành thời gian chăm chút cho cây tình yêu nhiều hơn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình nếu không muốn bị nhắc nhở hoặc là bị chê trách, phê bình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy dễ bị kẻ thứ ba, chiên ngang, phá hoại hạnh phúc gia đình. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ dậu sửu phù trợ, cho nên bà tuổi Tỵ bạn đang có được một ngày gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay đang tiến triển rất chi là tốt. Vì thế, bạn hãy sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống của mình, cả phương diện tình cảm lẫn là công việc của mình. Xem tử vi ngày Noel 24 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, giúp cho những ai có đôi có cặp thì có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy chăm chỉ ra ngoài để kết giao bạn bè, tìm kiếm cơ hội nên duyên đôi lứa. Đừng có lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Người bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ. Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ cũng đang có điểm báo họa phá tài sẽ ảnh hưởng nhiều tới túi tiền của bạn trong ngày hôm nay. Vì vậy, hôm nay với bạn tuổi tỵ tài thần và hỷ thần nằm ở hướng Tây Nam. Nếu như bạn mệnh đi theo hướng này lên chùa tháp hương, cúng bái, cầu tài lộc cho mình thì rất chi là tốt. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tình duyên như ý đào hoa nở rộ dễ nên duyên vợ chồng từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, công việc đi đúng lộ trình, tài lộc ào ào đổ về nhà. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, nên học cách cân bằng, đừng lúc nào cũng tạo ra sự bận rộn, chẳng còn thời gian cho riêng mình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, cẩn thận với túi tiền của mình, cân nhắc trong việc chi tiêu cho hợp lý. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, hy sinh vì sự nghiệp mà quên đi sự quan tâm tới người mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn tuổi ngọ khá chi là quyết đoán trong công việc có chính kiến của riêng mình cũng nhờ thế mà bản mệnh tuổi ngọ được cấp trên đánh giá cao và trao cho nhiều trọng trách quan trọng hơn nữa. Và với bạn tuổi ngọ nằm trong top những con giáp tài năng, bạn tuổi ngọ biết mình cần gì, muốn gì, tự tự đặt ra mục tiêu cho mình và đạt được những thành công vang dội. Điều này giúp cho bạn tuổi ngọ rất chi là hào hứng và sẵn sàng phát thảo những kế hoạch tiếp theo để không uổng phí tài năng của mình. Tuy nhiên, trong cái vận tình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp ngày có cục diện xỉu ngọ tương hại cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại dễ nộ nóng tâm tính thay đổi thất thường ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ giữa bạn và người ấy khiến cho đôi bên không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ của đối phương và với bạn mệnh tuổi ngọ cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình đừng lúc nào cũng để cho người ấy phải chịu tổn thương và buồn phiền nhiều như thế, tình cảm có thể lớn lên với điều kiện được giải công vu đắp theo năm tháng. Và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, bạn lĩnh, quyết đoán, đem đến nhiều thành công trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm không đi đến đâu bởi cả hai không chịu Tháo hiểu và chia sẻ với đối phương. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, muốn tình yêu vững bền cần có lòng tin với nhau, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, biết phát huy sở trường của bản thân, vững tin tạo dựng thành công. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có những chuyện không thể vội vàng, hãy tĩnh tâm và lắng động suy nghĩ, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu sẽ đốn nhiều tài lộc về tay mình trong ngày hôm nay nhất là đối với những ai đang thiêu nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng có khả năng phát tài phát lộc lợi nhuận bùng nổ làm cho nhiều nhiều người ngưỡng mộ một số bạn tuổi mùi có thể sẽ phải đi công tác xa trong ngày hôm nay để giải quyết công việc Tuy nhiên, bạn mệnh không cần phải quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi với bạn. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng trong ngày hôm nay với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có cục diện, xỉu mùi tương xung ngáng trở khiến cho bạn tuổi mùi phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình. Và với bạn tuổi mùi, không dám nhận sai khiến cho đối phương bực tức, khó chịu, nhiều nhất là thất vọng nữa. Ngày này, với bà tuổi mùi, đang gặp ngày có hỷ thần và tài thần nằm ở hướng Tây Nam. Nếu như thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ, thì bạn hãy chọn một chuyến đi về hướng này. Không quan trọng là đi gần hay là đi xa, chỉ cần hai trái tim ở gần nhau và hướng về nhau có thể hóa giải được những hiểu lầm nữa vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên không phải lúc nào cũng tốt đẹp như mong muốn nên biết tự điều chỉnh cho bản thân tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kinh doanh phát đạt tài lộc liền tay tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa có sai, hãy biết nhận lỗi và sửa đổi. Dấu diếm chỉ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hơn. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến triển nên tận dụng cơ hội để thăng tín. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, thi thoảng hãy hâm nóng tình cảm, nhân duyên sẽ được bền vững. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân chưa chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của thổ sinh tu kim vượng cái điều này mang đến nhân duyên tốt đẹp cho bà tuổi thân đối với những người đang còn độc thân sẽ có được cơ hội gặp gỡ thêm với những người khác phái qua những buổi tiệc sum vầy cùng bạn bè hoặc là mai mối của những người thân và với bà tuổi thân nếu cảm thấy tương hợp trong tính cách hai bạn có thể tính tới chuyện đi xa hơn. Đôi khi, chúng ta đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn về việc lựa chọn bạn đời của mình, nâng lên đặt xuống nhiều lần, thành ra lại bỏ qua những người thực sự quan tâm và yêu thương mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, giúp cho tình hình tài chính của bạn mệnh tuổi thân trong ngày hôm nay khá chi là tốt có thể bạn sẽ nhận được một khoản sự hỗ trợ từ những người thân, bạn bè để chi tiêu cho nhu cầu học hành hay là cuộc sống của mình. Điều này giúp cho bà tuổi thân trong rạng rỡ hơn hẳn. Tuy nhiên, với bạn mệnh tuổi thân cũng nên học cách tự lập, tự lo liệu cho cuộc sống của mình, chứ không nên phụ thuộc mãi vào sự trợ giúp của những người khác. Và trong ngày này đối với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu là một ngày rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có thể sẽ nhận được những khoản hỗ trợ thêm, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa vượng về nhân duyên, dễ gặp được đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tài chính khả quan, hãy tự thưởng cho mình một ngày chi tiêu, ăn uống thoải mái. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, hãy để trái tim lên tiếng, con tim cùng chung nhịp đập, mọi rào cản sẽ được xóa bỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, có nhiều vấn đề không thể vội vàng, người khôn ngoan là người biết chờ đợi và chấp thời cơ đúng lúc. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu đang có được tin báo, đón tin vui tới tấp trong ngày hôm nay khi mà đôi lứa đã không còn bất kỳ hoài nghi nào về tình cảm thì đôi bên mong muốn được về chung một nhà là chỉ trong một sớm một chiều mà thôi những cặp vợ chồng chung sống với nhau trong suốt thời gian vừa qua thì dần dần tìm thấy được tiếng nói chung khi giải quyết được những vấn đề lớn của gia đình vợ chồng đồng tâm đồng lòng sức mạnh có được tất biến những điều không thể sẽ trở thành có thể và trong công việc của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hãy tin vào trực giác của bản thân mình, kiên trì với con đường mình đã lựa chọn, thành công không quản xa với bạn nữa. Bên cạnh đó, trong ngày Noel này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày của thiên tài độ mệnh, càng góp phần tô điểm thêm mạng màu rực rỡ cho bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay khi tin vui về tài lộc liên tiếp kéo đến, rất có thể bạn mệnh tuổi dậu sẽ trúng số độc đắc hoặc là nhận được những khoản tiền thưởng món quà bất ngờ cho bạn. Và đặc biệt, trong ngày này đối với bạn tuổi dậu đi xa thì gặp được người quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tín, có tin vui trong gia đạo. Và với bạn tuổi dậu cũng đừng quên suốt hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt, hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy may mắn đến không ngừng, hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội làm giàu. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa công việc gặp nhiều may mắn, dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn. Tử vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ thành công rực rỡ, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nếu đã yêu và hiểu thì đừng chần chừ, nhanh tay hành động. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi mới nuối tiếc. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc năm sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên bạn mệnh tuổi tuất cần phải bình tĩnh và sáng suốt hơn trước khi hành động sự tự tin thái quá có, có thể khiến cho bạn tuổi tuất phải gặp nhiều trở ngại trả giá đắt trong ngày hôm nay tiền bạc trong túi không cánh mà bay những quyết định sai lầm của bạn tuổi tuất khiến cho tài lộc của bạn càng ngày càng tiêu hao thần tài nằm ở hướng Tây Nam và với bạn tuổi Tuất, bạn cần đi một chuyến về hướng này để giúp cho bạn có thể cứu vãn được tình hình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thương quan ngáng trở, tô thêm bức tranh ảm đạm cho bạn tuổi Tuất trong chuyện tình cảm ngày này. Nửa kia bỗng trở nên lạnh nhạt và xa cách khiến cho bạn không khỏi chạy lòng. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên cố gắng tìm hiểu nguyên nhân do những câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu vô định. Có lẽ người ấy có những chuyện khó nói và cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm trở lại. Bạn hãy cố gắng thấu hiểu và bao dung cho họ. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ đừng tự cho mình là đúng. Chân thành lắng nghe sự góp ý của mọi người sẽ giúp cho bạn tín bộ lên. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, cơ hội thăng tín đang đến gần, hãy thể hiện tối đa năng lực của bản thân mình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, dành cho nhau những khoảng không gian tự do riêng là điều cần thiết trong tình yêu. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, tiền bạc không được như ý nên cẩn trọng trong việc chi tiêu. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, bình tĩnh và sáng suốt khi đối mặt với những khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Noel này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện Hợi Sửu tương hội sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay có phần được khởi sắc. Và bạn tuổi hợi nếu như đang còn độc thân sẽ dễ dàng tìm được người xứng đôi với mình cùng đối phương viết nên câu chuyện tình ngọt ngào trong ngày Noel này. Người đã kết hôn tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc nhưng có thể vẫn cần đề phòng, cảnh giác để bảo vệ những gì mình đang có. Và đối với bạn tuổi hợi trong ngày này, không nên tiếp xúc, trao đổi với những người tuổi tân mùi hay là tuổi kỷ mùi. Và tốt nhất là không nên tiếp xúc, biết đâu những lời chọc gậy bánh xe từ những người này sẽ khiến cho vợ chồng bạn có sự bất hòa. Hoa nở rồi hoa lại tàn, người ở đời cũng không tránh khỏi quy luật, sinh lão bệnh tử. Vì thế, trong ngày này với bạn tuổi hợi, bạn đang gặp ngày có thủy thổ tương khắc. Bạn tuổi hợi nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Cơ thể của bạn có vẻ đang uể oải mệt mỏi lắm rồi. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, quý nhân giúp sức rất chi là nhiều, công việc của bạn được hoanh thông, thuận lợi, tử vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, cần biết bảo vệ và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chớ để sau này mới tiếc nối, tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mộc, đừng để chuyện cá nhân, xiên vào công việc, tử vi tuổi tân hợi, thuộc kim, đề phòng kẻ thứ ba, chiên chân vào mối quan hệ đang hạnh phúc của bạn, tử vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, sức khỏe là vốn quý của con người, đừng vì tham công tiếc việc mà lơ là bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Sửu Tụi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.